Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay thì tôi sẽ show cho anh em xem một số ạc cực kỳ ok. Và hôm nay cũng là mùng 1 đầu tháng nha anh em nhé, mùng 1 âm lịch. Thì tôi chúc tất cả anh em đi làm thì có một tháng làm việc may mắn nhé. Còn anh em nào đi học thì một tháng đi học ok, bút tiết hoặc trốn đi chơi thì không bị phát hiện nhé. Rồi tôi sẽ vào sâu luôn. Cái ạc đầu tiên, Level 100 đặc biệt VIP 6, KD 1.48 và hạ cũng 14.000 kim. À, 2 server kinh full nha anh em nhé, cực kỳ ok. Đấy, và còn 1K1 gần 1K2 kim cương. Đấy, thì đầu tháng thì nói chung là sâu ạc bán giá rẻ thôi, anh em đừng có thắc mắc hay kèo gì nữa, mệt đấy anh em nhé. Đấy, hạc 2 server, thích chơi server là cũng được. Full 2 vòng và team B có quắm nha anh em nhé. Thường thường thì anh em mua ạc ở đâu thì cũng thế thôi, full 2 vòng và có nhân vật hoặc quắm cái thứ nào cũng giá 6-700 hoặc 5-6-700 gì đấy. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là có cả team B, tôi bán vẫn dưới 1 triệu nha anh em nhé, đặc biệt VIP 6. Rồi nói hơi lan ma thì tôi sẽ vào sâu luôn kho đồ. Full 2 vòng AK-47 Transformer, AK-47 VIP. Dòng M4 thì có M4 VIP và M4 quái thú, rất là ok. Full vòng 3Z Bon VIP, 3Z Aura. Súng DIE thì chỉ có Zabika thôi, M2 và một khẩu thông sơn cũng rất là ok rồi. Đua team B thiên sứ này, thì team B này có 70 viên nha anh em nhé. Nói chung là bắn 70 viên thôi, còn để kho đồ để nắp súng khác bắn chứ đúng không. Rồi DE Bon VIP, DE Thunder, 2 khẩu DE VIP. Đấy, cận chiến thì nó chỉ có một cây Kuribit thôi. Nói chung là có một cây VIP cũng rất là ok rồi, để bắn 3Z, để delay thôi. Mauser Nobel Dragon, BCAC Nobel Dragon. Giá thì rất ok, sinh full 2 server nhé, 2 server giống nhau, giá dưới 1 triệu luôn, cực kỳ khuyến mãi cho anh em hôm nay đầu tháng. Sky X2. Đấy, combo team B lục đồ bò này, lục đồ bò lửa. Guri Ultimate Gold, 5 đâm tây tần. Tadala Transformer, đao phán quyết. Trong tím thì chỉ có AK-M4 phun công, M4 băng này. Rồi quắm rất là nhiều, AK Gold, M4A1 Ultimate Gold. Có cả cây gậy trong cái set súng của nữ Lady Invasion, cái này biết kiếm đâu, khá là hiếm nha anh em nhé. Cái đi tích mắc kéo qua chứ, và có 2 quả súng mốc và 1 quả flash định viễn đó. Đấy, nhân vật cũng rất là ok, thì cái đã full nhân vật 3 vòng và đặc biệt là có cái lớn nha anh em nhé. Cái lớn này thì giúp tăng tốc delay của dòng 3Z thôi. Nói chung là con cái lớn cũng khá là đẹp, ok, nhân vật VIP. Đây, anh em nào mua về đầu tư team B thì có 30 đá rồi. Nào khẩu thơm sơn nữa là lên 80 viên thôi, cũng rất là ngon. Nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP này, 2 dòng 5 sao, 1 dòng 4 sao. Nói chung là nhẫn rất là đẹp. Thiên phú thì level 100 thì nói chung là cũng tương đối rồi. BVB thì còn khoảng 2-3 ô nữa là mắc thôi. Đấy, chúng là 2 server thì ở bên vòng quay mới này sẽ không quay thêm nha anh em nhé. Tôi sẽ show lại một lần nữa cho anh em xem. Đặc quyền VIP 6 level 100, KD 1.48 rất là ok rồi. Còn 1K2 kim cương thì anh em mua thẻ đổi tên hoặc là mua gì thì mua. Đấy, kho đồ thì full 2 vòng. AK Chan, AK VIP này, M4 2 khẩu, 2 khẩu 3Z. Súng DI đầy đủ, team B thì 70 viên. DE Bon VIP, DE Thunder. Cận chiến thì có một cây quắm VIP thôi. Đấy, và lục đồ bò và một số cận chiến AI cũng rất là ok. Nhân vật full nhân vật 3 vòng quay và con Velos. Đấy, cũng rất là ngon. 30 đá thức tỉnh thơm sơn và nhận ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc số 2. Đấy, và đặc quyền VIP 3 nha anh em nhé. Level 73, KD 1.02 và hạ gục 4.974 kim. Giá này cũng rất là ok và giá vẫn là phải chăng cho anh em luôn, đặc biệt khuyến mãi luôn. 220k nha anh em nhé. Đấy, M451 Transformer này, M451 Thiên Sứ, AK-47 Josa. Đấy, combo Zonda nha anh em nhé, cực kỳ ok, hạt dinh 2 server như nhau. Đấy, cung này cũng rất là bá. Ska. Rồi, có thêm nỏ CB Transformer, IAS Phoenix Gold, nắm đấm Titan, Katala Transformer, AK-47 Blue Battery. Cậu này cũng rất là ok, bắn rất là đầm nha anh em nhé. M451 này, AWM Blue Battery, Dua Team B Royal Dragon, DE AK,
vở sắt các thứ. Nhân vật thì có con ao viễn nha anh em nhé. Đấy, vật phẩm thì cũng có nhẫn rồi. Nhẫn thì có một dòng 5 sao thôi, chưa tẩy răng ngắm kẻ địch hiện HP. Và có cả dây chuyền luôn. Đấy, dây thì 3 dòng 3 sao. Đấy, thế phú cũng khá là ok. Thì giá rất là ok thôi, level 73 cũng khá là cao, KD 1 chấm và đặc quyền VIP 3. Đấy, đầy đủ súng thì anh em chơi nhé. Giá thì hơn 200k thôi, 220k thôi nhé. Hai khẩu M4 này, có vòng M4 chan, M4 thiên sứ này, cung, AK, lỏ và cận chiến AI đầy đủ. Nhân vật thì có con AOE vĩnh viễn. Đấy, rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card tiếp theo. Card Zalo nha anh em nhé, cũng rất là ok. Giá thì có mấy trăm k thôi, server iOS, server 83, đặc biệt VIP 5. Rồi tôi sẽ vào xong nhanh kho đồ thôi. Thì AK vừa đầy đủ súng này anh em chơi. AK Transformer này, M4 là 1 Bonpit, M4 là 1 Pit, M14 EB Dark Light. Nói chung là AK này full một vòng và rất là nhiều vũ khí cam nha anh em nhé. AK để lưu KD này. Rồi clip thì có AWM Inferno Dragon, 3Z Aura. DIE thì có mấy G đều level 2 hết rồi. ZPK level 2, Thompson thì một Thompson level 1, một Thompson level 2, Golden Sack, Dead Thunder, một cây diều xanh này, cây Cudipit, X2 Cudipit nha anh em nhé, hai cây VIP và một cây Katala Transformer Sin, cây này cũng là cây VIP luôn. Rồi có thêm AK-47, Nobel Dragon, 3Z Nobel Dragon, Mauser X2, có lỏ CB cha, lỏ thì 2 viên thôi anh em ạ. Đục đầu bò lửa này, rồi AK-47 vũ công, AK-47 belly, quắm các kiểu, đua team B Royal Dragon, M37 COV, Jacking Bull. Nhân vật thì có con AOE và con Rose vĩnh viễn nha anh em. Nhẫn này, nhẫn thì cũng đã tẩy răng ngắm kẻ địch hiện HP, 2 dòng 5 sao và 1 dòng 3 sao. Nói chung thiên phú thì cũng tương đối thôi. Đấy, vòng One Beat thì quay được 2, 4, 5 ô rồi. Vòng Akachan thì full rồi. Và vòng M4 thì quay được 4 ô. Giá ba lô và nhân vật cũng rất là ngon. Đặc quyền VIP 5 level 83 nha anh em nhé, AK Zalo. Đấy, rất nhiều vũ khí cam, đầy đủ AK, M4, 3Z, súng DIE, 3 cây cận chiến VIP, đấy, lỏ lục đầu bò. Và nhân vật thì có AOE và Jose, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card cuối cùng. Đấy, thì AK này rất là ok luôn. Không nha anh em nhé, level 74 AK 2 server. Nhưng mà bên iOS thì sẽ không ngon bằng bên Android. AK còn 320 kim cương để anh em có thể đổi tên. Đây anh em thấy VIP không chất không ạ? Dân chơi nào nhìn là biết ngay. Cái tên thôi đã thấy chất rồi. KD thì 2.11 nha VIP không. KD không có AK như KD đâu. AK gồm 12.000 kim, KD 2 chấm, AK cực kỳ chất luôn. Và giá cực kỳ ngon dành cho anh em nào thích chơi VIP không. Nói chung là chỉ dân chơi người ta mới mua thôi. VIP không thì bán nó thực sự là nó rất là thua thiệt so với AK có VIP nha anh em nhé. Giá hơn 100k. AL-94 VIP này. Đấy, có một khẩu VIP nhé. Khẩu M4A1 VIP này. Khẩu này cũng rất là ok. Bắn rất là đầm. Là vũ khí cam. Dùng đồ bò băng. Anh em thấy gì không ạ? Có cả dìu luôn nha anh em nhé. Đấy, VIP không làm đầm tây tần. Rồi một cái đao phán quyết này. AK đổi su. M4A1 đổi su. MG3 vũ công, ZQBZ 03, T91 Tiger, một số TBSS, búa sắt, DE. Cũng có nhân vật vĩnh viễn anh em nhé, có con AOE vĩnh viễn thôi. Tại vì VIP không thì nói chung cày nó cũng rất là vất vả. Đây thì đã được 12 đá thức tỉnh diều rồi. Nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. VIP không nhẫn 2 dòng 5 sao, 1 dòng 4 sao, rất chất luôn. Có cả dây chuyền luôn, phải cả trưởng. 1 dòng 5 sao và 2 dòng 3 sao. Đấy, thiên phú thì cũng đẹp nha anh em nhé. Đấy, thiên phú mắc cỡ bom nhanh rồi. Nói chung thiên phú cũng rất là ok luôn. Đấy, level 74.
Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em để lại một like, một sub ủng hộ kênh mình nhé. Tại vì lâu lắm rồi thấy sub kênh tăng hơi chậm. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em nào mua hàng thì inbox Zalo tôi, số điện thoại thì lúc nào cũng có ở đầu clip, anh em có thể gọi trực tiếp luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.